đồng phát tâm quan hệ để ủng hộ cho bà con nghèo ở đây những phần quà Tết để chia vui, chia những nỗi khổ niềm đau với lại bà con với những phần quà một. Hôm nay sau khi làm xong việc lành đó rồi, chúng con còn phải tinh tài để nhân lên cúng dường tam bảo, hiện tiền thầy chứng minh cho lòng thành của tất cả tự chúng con. Thầy có lời xin cảm ơn quý Phật tử đã về đây góp một phần giúp đỡ cho bà con nghèo ở cái khu vực này. Thật thì đây là cũng một báo lớn được cô bác, được quý Phật tử ngày đi giúp đỡ. Thầy xin quan hỷ ngày trong lòng bố thí từ thiện đó là để quan tâm chính quyền thầy. Xin cảm ơn thành thật, cảm ơn quý Phật tử. Hôm về đây thầy cũng xin cho một bài pháp ngắn để thấy rằng con đường của đạo Phật chúng ta đi vào, còn đạo Phật là phải đi vào cái sự tự lực cứu lấy mình. Sự tự lực cứu lấy mình, Đức Phật đã dạy chúng ta cái nền đạo đức nhân bản mà ai cũng biết. Khi mà trở thành một Phật tử thì chúng ta phải thọ tam giới, mà ngũ giới đó là năm cái giới luật, cái sự thật đó là năm cái đức nhân bản, năm cái đức tốt của con người. Nếu một con người mà còn phạm những cái giới này thì chưa hẳn là đúng là con người. Cho nên cái giới sắc sanh là cái giới đầu tiên. Còn khi người Phật tử đến với Phật thì phải thọ tam vi ngũ giới. Mà thọ ngũ giới á, thì chúng ta phải học cái đức giới. Nếu mà học đức giới thì chúng ta học cái giới cấm thân thì coi như là chúng ta bị ức chế gò bó mà. Ví dụ như cấm không giết hại chúng sanh, sát sanh, mà chúng ta không học cái đức hiếu sinh, cái lòng thương yêu, thì coi như là chúng ta ăn chay mà chúng ta ức chế mà. Chúng ta cố gắng ăn chay nhưng mà sự ức chế chúng ta không học. Nhưng sự học Đức Phật có một đức dạy chúng ta từ cái lòng thương yêu mà xuất phát mà chúng ta ăn chay, chứ không phải ăn chay để làm Phật hoặc ăn chay để cầu phước. Cho nên cái ăn chay là do cái lòng thương, thương mình, thương chúng sanh. Vì chúng ta là con người có sự sống thì chúng sanh cũng có sự sống, mà sự sống là rất bình đẳng. Dù là một con kiến rất nhỏ nó cũng có sự sống, thì sự sống nó cũng giống như sự sống của mình. Cho nên vì vậy một người mà theo đạo Phật phải thấy cái sự sống bình đẳng đó, để chúng ta khi đi chúng ta cũng phải cẩn thận, không nên đạp chết một con kiến. Cho nên vô tình chúng ta thiếu cẩn thận, nhiều khi chúng ta đạp chết là kiến chân chúng ta rất là tội nghiệp. Nói gì cho kiến có sự sống. Cho nên cái giới đầu tiên mà quý Phật tử đã thọ trong năm giới đó là cái đức hiếu sinh, cái lòng thương yêu. Nếu chúng ta thấy cái lòng thương yêu thì nó rất nhiều cấp độ. Cấp độ thương yêu, thầy đem một cái ví dụ để thấy được cái lòng thương yêu có cấp độ. Bây giờ trong cái nhà này đang bị cháy, có một cháu bé kẹt ở trong nhà này. Thì mọi người thấy nhà cháy thì người ta chạy đến, người ta kêu cứu. Chứ người ta không dám xông nhà để cứu cháu bé. Nhưng có một người khác họ đến, họ thấy như vậy thì họ lại đạp cửa xông vào, họ ôm đứa bé ra khỏi mình, họ bị phỏng. Nhưng cái tình thương của họ cao hơn là vì cái hiếu sinh đó, hiếu sinh dũng cảm. Chúng ta ngay từ cái chỗ mà cái lòng thương yêu, từ cái lòng thương yêu mà chạy đến kêu cứu, kêu la mọi người để cứu mà không dám xông vào thì cũng là thương yêu. Nhưng còn một người xông vào để cứu cháu bé đó là cái hiếu sinh dũng cảm. Còn kia chúng ta chỉ là hiếu sinh. Cũng như bây giờ nói về lòng thương yêu mà chúng ta vô tình chúng ta lái xe mà chúng ta không cẩn thận thì tai nạn giao thông sẽ xảy đến làm chúng ta khổ. Tức là thiếu sự thương yêu mà, cho nên thiếu cẩn thận. Thiếu cẩn thận cho nên chúng ta đi, chúng ta có thể đạp miệng chai hoặc dắt đá, dắt cây mà chúng ta đạp. Nhưng muốn hiểu biết về cái lòng thương yêu nó cụ thể rõ ràng thì phải học. Không thể nào mà chúng ta thiếu học mà chúng ta hiểu được cái bắt đầu không tập. Bây giờ phải được tập thành một thói quen. Cũng như là đức hiếu sinh, ai nói hiếu sinh cẩn thận thì ai nói cũng được.
Nhưng mà khi bước đi thì mình có cẩn thận không? Thiếu cẩn thận thì mình không nhìn dưới chân mình, thì mình sẽ đạp những lời giật nhỏ, giảm đến những lời giật nhỏ xuống mà thôi. Hôm nay Thầy sẽ nhắc là Đạo Phật không dạy chúng ta cầu tha lực, vì chính Đức Phật dạy, chính Đức Phật dạy các con tự thấp bước lên mà đi, không con cứu khổ. Thế bây giờ chúng ta đến chùa để mà chúng ta cầu Phật gia hộ, cầu hộ quán quán âm cứu khổ cứu nạn. Điều đó là chúng ta đi sai lời Đức Phật dạy. Lời Đức Phật dạy. Cho nên chúng ta phải tự cứu lấy mình. Ví dụ một người nào đó chửi mắng mình làm cho mình tức giận, nếu mà mình không dằn được thì mình sẽ chửi mắng lại họ hoặc đánh họ. Thì như vậy cả hai bên đều ở trong đau khổ cho nhau. Nếu mình nhẫn, mình chịu đựng thì mình lại ấm ức, mình lại thấy buồn khổ. Đó là Đạo Phật có một phương pháp dạy chúng ta để chúng ta hết giận thì chúng ta không còn đau khổ nữa. Tại sao Phật pháp dạy chúng ta để sống đời sống rất bình thường, để chúng ta không còn đau khổ mà chúng ta không tập luyện để tự cứu mình. Chúng ta lại Phật cầu Phật gia hộ cho chúng ta đừng sân, đừng giận, đừng phiền não. Chắc khó quá, không bao giờ có, mà chính chúng ta phải tự cứu mình. Đức Phật dạy quán ly sân, tôi đi tôi hít vô, quán ly sân, tôi đi tôi thở ra. Đó là phương pháp định niệm hơi thở mà ai cũng biết về hơi thở. Nhưng sau này thì các tổ mới kiến giải ra, tạo ra thành lục diệu pháp môn, sáu pháp về hơi thở. Rồi tạo ra về hơi thở để tu tập nhiếp tâm, ức chế tâm mình trong hơi thở. Đó là Đạo Phật có 19 đề mục của định niệm hơi thở. Mỗi một đề mục là giúp chúng ta được giải thoát được tâm chúng ta. Ví dụ, tâm chúng ta đang sân, chúng ta chỉ cần nhớ quán ly sân, tôi biết tôi vô, quán ly sân, tôi biết tôi thở ra. Rồi mình hít vô, thở ra, năm hơi thở, rồi đắc ý một lần. Nhưng mà khi hít vô, thở ra, năm hơi thở, rồi nhìn lại coi cái tâm sân mình còn không? Không, tâm sân mất đi, nó ly rồi. Các con cứ quý Phật tử cứ làm thử thì sẽ thấy là cái pháp của Phật rất là hiệu quả. Cho nên Đức Phật nói pháp ta không có thời gian đến để mà theo. Khi chúng ta không tu theo pháp Phật thôi mà đã tu theo pháp Phật thì chúng ta thấy kết quả sự giải thoát ngay liền, chứ không phải tu 5 năm, 10 năm, 20 năm mới thấy kết quả. Cho nên pháp Đức Phật dạy có như lý tất ý, lầu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, và lầu hoặc đã sanh thì bị diệt. Lầu hoặc là cái gì? Lầu hoặc là sự phiền não, đau khổ, giận hờn, lo lắng, suy tư, buồn phiền trong lòng mình, gọi là lậu hoặc. Thân đau nhức chỗ này, chỗ khác, đó là lậu hoặc. Mà Đức Phật bảo có như lý tất ý thì lậu hoặc chưa sanh hay không sanh, và đã sanh thì bị diệt. Ví dụ như bây giờ thân thầy chưa đau bệnh, thầy hằng tu tập một đề một trong định niệm hơi thở: an tịnh thân hằng tôi biết tôi vô, an tịnh thân hằng tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra năm hơi thở, rồi tâm ý như vậy. Ngày ngày chúng ta tu tập trong 5-10 phút rồi xả nghỉ, rồi rảnh ra chúng ta tu tập, nhưng thân chúng ta ít bình tĩnh, ít bình tĩnh. Tại sao? Tại vì chúng ta bảo nó an tịnh thân hành, đó thuộc về ý thức lực. Cái ý thức của chúng ta nó có bình lực vô cùng. Cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta pháp như lý tác ý. Như cái lý không đau mà tác ý, như cái lý không bệnh mà tác ý, thì thân chúng ta không bệnh đau, gọi là làm chủ bệnh. Như Đức Phật ra đời, Đức Phật đã tu, đã làm chủ được sanh già, được bệnh chết. Chúng ta tu pháp để làm cho chúng ta làm chủ được những sự đau khổ của chúng ta. Sanh là đời sống, khi nhiều sự đau này đời sống, cho nên cái đời sống chúng ta gọi là sanh. Vậy mà làm chủ được cái tâm của mình lúc nào cũng thanh thản, an lạc vô sự, cho nên Đức Phật dạy bất động thanh thản, an lạc vô sự, rồi hít vô thở ra năm hơi thở, rồi thì sau đó chúng ta thấy tất cả mọi việc xảy ra tâm chúng ta bất động. Tại vì nó có một cái lực của pháp như lý tác ý. Không có thì ngay đó có đối tượng ác pháp thì làm cho tâm của vị cao đậm và khổ sở. Đức Phật nói khổ chưa sanh sẽ không sanh. Còn bây giờ mình không tu tập thì mình đâu có cái lực đó. Cho nên mỗi chuyện gì đến thì chúng ta có cái gì là cảm mà. Còn thầy biết điều khiển được hơi thở của mình, cho nên điều hòa hơi thở. Khi thầy đi, ví dụ như thầy đi mà để thân thầy an ổn, thầy nhắc an tịnh
thân hành tôi biết tôi chưa an tịnh thân hành tôi thở ra, rồi vừa đi vừa hít thở ra, chứ không chú ý cái giấc cao, không chú ý cảnh đẹp xung quanh. Cho nên vì vậy mà cứ lưu ý trong hơi thở, không bao giờ có mà. Cho nên nói sao thầy già mà thầy đi khỏe hơn tụi con, không ngờ là thầy đang đi ở trong hơi thở, còn mấy con đang đi ở trên cái dốc núi. Cho nên còn thầy đang đi trong hơi thở mà làm sao thầy mệt? Các con hiểu điều đó, bởi vì cái tâm của thầy nó tập trung ở trong hơi thở. Các con thấy Đức Phật ngày xưa, Đức Phật tịnh chỉ hơi thở nhập tứ thiền. Khi Đức Phật mà nhập diệt, mấy con nhớ đọc cái bài kinh Niết Bàn có phải không? Đức Phật nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nhập ba lần, cho đến nhập tứ thiền tịnh chỉ hơi thở thì Đức Phật xuất khỏi cái trạng thái của tứ thiền mà vào Niết Bàn, nhập Niết Bàn. Thì thân xác này kể biết mọi. Cho nên cái hơi thở mà nếu mà tu tập làm chủ được hơi thở là làm chủ được sự sống chết. Vì vậy mà thầy thấy 19 cái đề mục hơi thở nó giúp chúng ta ngăn được các ác pháp, làm chúng ta giải thoát. Có bệnh đau, tác ý, an tịnh thân hành. Còn quý vị ngồi tu thiền mà quý vị không có phương pháp, cho nên vọng tưởng cứ khởi ra khởi vô, có phải không? Còn đây có phương pháp đàng hoàng. An tịnh tâm hành, tối thứ tôi vô. An tịnh tâm hành, tôi bảo cái tâm phải an tịnh, không có nghĩ tầm bậy tầm bạ cái gì. Nhưng cái lệnh của như lý tác ý nó rất hay, mình tác ý nó sẽ làm theo. Cho nên vì vậy mà thầy ngồi, thầy tác ý rồi thầy đưa vào hơi thở, thầy cảm giác toàn thân của cái hơi thở thì không có một niệm nào xung đột. Thậm chí như tới giờ ăn nó cũng không đói, mà giờ ngủ nó cũng không buồn ngủ. Cho nên trên tứ niệm xứ các con thấy Đức Phật dạy trên thân quán thân nhiếp phục tham ưu, nó không còn ưu phiền, nó tỉnh táo, nó không còn hôn trầm kỳ miên thì mới ở trên thân quán thân. Còn nó buồn ngủ, nó gục tới gục lui, làm sao mà còn thấy thanh đâu mà gọi là quán. Cho nên pháp tứ niệm xứ rất là tuyệt vời. Nhưng mà biết cách tu thì nó sẽ tỉnh táo và đồng thời suốt mãi ngày để kiến đạo. Đức Phật nói về pháp tứ niệm xứ, ở Đức Phật đã xác định cái bài tứ niệm xứ rất rõ ràng mà. Mãi ngày, mãi tháng, mãi năm kiến đạo. Nghĩa người mới tu bắt đầu cái ngày thứ nhất cho đến mãi năm tập luyện cho đúng cách, đúng giới luật, sống đúng giới luật, thì cái thời gian đó nó sẽ thanh tịnh được. Thì tiếp tục mãi tháng, tiếp tục tu mãi tháng thì mãi ngày liên tục không đói khát, không cần ăn uống gì hết, chỉ có một tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, đó là trạng thái niết bàn, trạng thái tâm vô đậu. Thì bắt đầu chúng ta thấy rõ ràng là bây giờ thầy dạy cho quý Phật tử cũng cảm nhận được cái chỗ mà tôi cứ niệm xứ, mà trong định niệm hơi thở đã nhắc cho chúng ta biết cách thức tu. Cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra, nghĩa là tôi hít vô tôi cảm nhận khắp cơ thể của tôi, tức là quán thân. Bây giờ tôi thở ra tôi cũng cảm nhận, vừa biết hơi thở mà vừa cảm nhận toàn thân tôi đang thở ra, thì đó là tôi đã quán thân trên hơi thở, thấy chưa? Vì vậy mà trên tứ niệm xứ, một cái người trên thân quán thân thì nó không bao giờ còn niệm. Tại vì đã nói trên thân quán thân tự nhiếp phục tham ưu, nhiếp phục tất cả những tham sân si u phiền đau khổ của chúng ta toàn bộ, thì nó còn niệm nào mà khởi ra được. Tự cái pháp đó nó khắc phục, nó nhiếp phục, nó làm cho tất cả những cái tâm u phiền chúng ta, tâm tham lam chúng ta, trong tâm của chúng ta không còn có nữa. Pháp của Phật, pháp tứ niệm xứ là pháp rất hay. Khi Đức Phật nhập diệt, Đức Phật nhắc nhở như thế nào? Các con hãy lấy giáo giới luật và giáo pháp của ta mà làm thầy, đừng có lấy một người nào làm thầy. Giáo pháp giới luật của Phật là gì? Như cư sĩ thì mấy con có 5 giới, như tu sĩ thì có 10 giới, 250 giới, 348 giới. Nhưng căn bản nhất thì người tu sĩ lấy 10 giới làm căn bản, không cần lấy 250 giới. Nhưng khi mà giữ 10 giới đã thanh tịnh thì 250 giới rất thanh tịnh. Nói nhiều nhưng gồm lại trong 10 giới người tu sĩ. Còn cư sĩ nói giới này giới kia cho nhiều, chỉ có 5 giới mà thôi. Ôm chặt giữ gìn chặt 5 giới thì 5 giới là 5 thiện pháp. Trong gia đình mình
nhân quả của mình sẽ có xảy ra bệnh tật tai nạn gì. Mà người giữ giới là người giữ thiện pháp, thiện pháp thì phải chuyển ác pháp. Cho nên trong gia đình mà giữ tròn năm giới là gia đình nó không bệnh đau, không không tai nạn xảy ra. Bởi vì thiện pháp có chuyển ác pháp chứ, luật quy luật của nhân quả. Người sống thiện thì bao giờ cũng được an, mà người sống ác bao giờ cũng khổ. Người ta chửi mình chửi lợi thì đó là mình phải khổ. Nhưng mà người ta chửi mình không chửi lợi, mình vui vẻ tha thứ thương yêu, thì thử hỏi lòng mình có giận hờn, có đau khổ không? Thì ngay đó là mình được cái quả gì? Cái quả được an vui chứ sao. Còn mình chửi lộn lại người ta, mình tức giận, mình chửi lợi thì cả hai người đều khổ hết. Thì như vậy ác pháp sẽ chồng ác pháp, mà ác pháp mà gặp thiện pháp thì ác pháp sẽ chuyển thiện pháp. Cho nên mấy con sống năm giới là mấy con đã chuyển được gia đình hạnh phúc. Tại sao chúng ta không sống để mà chúng ta đem lại hạnh phúc cho cả gia đình của mình? Một người sống nó sẽ chuyển cả gia đình, mà năm người ở trong gia đình đều sống thì hạnh phúc biết bao nhiêu. Giới luật của Phật là đem lại cái nền tảng giải thoát cho kiếp người. Tại sao chúng ta không giữ gìn giới? Đi tu thiền định làm gì? Khi nào giới tu tập mà thanh tịnh thì giới sanh định, chứ đâu phải cần ngồi thiền mà có định. Quý vị tu thiền định là quý vị đã sai. Giới luật thì không nghiêm chỉnh. Ăn một ngày 3-4 bữa mà ngồi thiền để mà đạt thiền định thì chắc thiền đó là thiền tưởng, thiền điên. Không thể nào mà thiền của Phật giáo như vậy được. Cho nên giới luật phải nghiêm chỉnh hẳn ngoài thì tự nó sanh định. Bây giờ thầy giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, tự tâm thầy nó ly dục lên pháp, ác pháp nó không còn, thì ngồi đây tâm nó bất động, nó thanh tịnh, tức là nó sanh ra định. Chứ thầy không tu thiền định gì, mấy con ngồi nhiều, tập ngồi nhiều, sự thật mấy con sẽ bệnh thiền. Bệnh gì? Bệnh thuận. Ngồi lâu quá phải thuận xuống vậy chứ sao, ở đâu có thẳng được. Ngồi lâu quá là phải khom phải cúi cổ xuống chứ sao, còn không thì nghiêm. Cái bệnh này rất nhiều. Cái tâm không chứa ngại thì đó là giải thoát chứ sao. Chứ đâu phải chỗ ngồi nhiều mà giải thoát, mà chỗ đi nhiều là giải thoát, mà chỗ nằm nhiều là giải thoát đâu. Còn ai không? Chỗ tâm giải thoát, tâm vô lậu. Mà đạo Phật dạy chúng ta chứng cái vô lậu, chứ đâu phải chứng thật không. Đâu phải chứng thiền định gì, chứng cái tâm vô lậu. Mà tâm vô lậu là tâm giải thoát. Cái chân lý là ở đó. Khi thầy chết đi, thầy cũng ở trong tâm vô lậu, chứ thầy ở chỗ nào? Thầy thường, thầy hàng ngày, thầy sống trong tâm vô lậu, thì thầy chết, thầy cũng phải về tâm vô lậu thầy, chứ thầy ở chỗ nào? Không lẽ mất cái vô lậu. Mà cái vô lậu thì các Phật tử thấy này, tâm thanh thản, an lạc, vô sự. Tâm mình thanh thản, nó đâu có niệm gì đâu. Thân mình hổn, đau nhất, không tê, gì hết, thì đó là an lạc. Nó rõ ràng quá, có phải không? Như vậy rõ ràng là ai cũng có, mà giờ kéo dài cái thời gian mà thanh thản an lạc vô sự này được bao lâu? Chắc là quý vị cao lắm là được 5 phút là cũng là có tu đó, chứ còn không tu thì 1 phút cũng chưa yên nó đâu. Ở trong cái đầu của mình đâu có chuyện dễ đâu, phải không? Cho nên vì vậy mà phải có sự tu tập, mà tu tập bằng cái phương pháp dẫn tâm vào đạo, chứ đừng dẫn đạo vào tâm. Dẫn tâm vào đạo, dẫn cái tâm thanh thản an lạc vô sự vào cái chỗ trạng thái thanh thản là vô sự đó, thì chúng ta sẽ đạt được. Đơn giản quá, chúng ta có pháp đàng hoàng, tâm bất động thanh thản là vô sự. Thì bây giờ ngồi đó nhờ chúng ta tác ý nó dẫn vô, thì bây giờ cái tâm chúng ta sẽ thanh thản là vô sự. Rồi bắt đầu bây giờ chúng ta lại thỉnh thoảng chúng ta lại tác ý một lần nữa, cứ tác ý nhắc nó hoài thì nó kéo dài cái sự thanh thản đó. Và thời gian tu tập thì nó thành một thói quen thanh thản, và cuối cùng thời gian thanh thản chúng ta không cần nhắc nữa, ngồi suốt ngày này qua ngày khác dẫn thanh thản đến 7 ngày đêm là đã sống trong tâm vô lậu, thì chúng ta có đủ tứ thần tốt. Tứ thần tốt đâu phải là dùng cái phương pháp tu để mà có tứ thần tốt, mà chỉ ở trong tâm vô lậu nó mới sinh ra tứ thần tốt. Tứ thần tốt bây giờ nó mới có định như ý túc. Còn mình chưa có định như ý túc mà mình nhập định là định gì muốn sao được. Định như ý túc bây giờ thầy muốn nhập sơ thiền nó sẽ vào sơ thiền, mà thầy nhập tam thiền nó sẽ vào tam thiền, mà tứ thiền bây giờ định như ý mình muốn mà. Còn mấy con chưa có định ý túc, mấy con muốn nhập định gì giờ? Ngồi ức chế ý thức, mấy con là diệt ý thức. Mà ý thức là để tạo thành một cái lực nội thân của chúng ta rất lớn. Tại sao chúng ta lại diệt ý thức? Các con thấy được tổ Huệ Năng dạy chẳng niệm thiện niệm ác, có phải diệt ý thức mình không?
đó là cái sai của thiền tâm đó. Cái sai của tịnh độ tâm là gì? Hay chúng ta niệm Phật nhất tâm bất loạn, thất nghiệp nhất tâm bất loạn, kiên trì danh hiệu A Di Đà Phật, giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ thiền, vì hay chúng ta lọt vào trong cái thế giới tưởng. Bởi vì khi mà ý thức nó dừng rồi thì tưởng phải hoạt động, cũng như mấy con ngủ thì ý thức mấy con ngủ đâu còn hoạt động, thì chim bao nó mới thực hiện chứ. Mấy con còn ý thức còn mở con mắt căng ngang như thế này không ngủ thì làm sao có mộng nghĩ có chim bao được, có phải không? Cho nên vì vậy mà khi mà niệm Phật quả ngày đêm mà nhất tâm thì ít ra mấy con ở trong chim bao chứ còn cái gì nữa mà khó nói. Mà chim bao thì mới thấy cảnh giác tức là mới thấy Phật Di Đà. Vậy thì mấy con vô tưởng tượng chứ đâu phải có quả thực là như Phật. Mấy con thấy cái người dạy mấy con đã đưa vào cái thế giới ảo. Mà Đức Phật đã xác định khi Đức Phật tu chứng, trong thời Đức Phật Hoài Đạo, luật sư Hoài Đạo đã tuyên bố có 33 quả trời. Nhưng Đức Phật đã xác định 33 quả trời là tưởng tri chứ không phải liệu tri. Cảnh giả chứ đâu phải tính thật, tính tưởng của mấy người chứ đâu phải có 33 quả trời thật. Đức Phật đã xác định một cái điều đó. Mà trong cái thời Đức Phật, khi chứng rồi thì không ai làm gì Đức Phật được hết. Cho nên Đức Phật xác định 33 quả trời là quả tưởng. Cho nên làm thảo lộn tất cả những quả đạo lúc bây giờ. Nhưng người ta làm gì được Phật? Không làm gì được Phật hết. Cho nên cái đúng là đúng, mà cái sai là sai. Cho nên đạo Phật là tu tập, là làm chủ vốn sự đau khổ, sanh già, bệnh chết. Đó là mục đích của đạo Phật. Và chấm dứt tái sanh luân hồi. Chấm dứt tái sanh luân hồi là tại vì đạt tâm vô lậu. Chỗ vô lậu thì không còn tương ứng với ai. Người ta còn tham si thì mình không tham si. Làm sao mà mình còn tái sanh làm? Dù là con vật nhỏ, con vật lớn đều có tham si. Chúng ta thấy hai kiến mà nó giành ăn, nó cũng cắn ghê gớm lắm, nó cũng sân dữ lắm, nó cũng tham dữ lắm chứ. Yeah. Còn mình sao? Con người mình sao? Cũng tranh ăn, cũng giành ăn, cũng giận dữ, cũng la lối. Thì như vậy là người nào mà tu tập mà còn tham si đều phải đi tái sanh. Còn cái tâm vô lậu thanh thang là vô sự, hết tham si rồi thì có tương ứng với ai đâu, thì có ai làm cha mẹ nó được đâu, thì chỉ có cái trạng thái bất động tâm thanh thản ở cha mẹ nó thôi chứ. Thì đó là trạng thái nhất mà quý Phật tử thấy rõ. Hôm nay về đây thầy nói thẳng, nói thật, những cái phương pháp giảng sai làm đời đời biết 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 bao nhiêu vị tổ, người ta cũng quyết tâm tu hành, người ta bỏ hết cuộc đời người ta vào, cho đến hôm nay người ta truyền lại những cái điều đó, điều cái mà người ta tu, nhưng mà người ta chưa làm chủ được. Thậm chí như quý Phật tử đã đi vào chùa Đậu, nơi mà để dục thân của ngài Vũ Cát Minh, Vũ Cát Trường, thấy tuyệt vời chứ gì. Nhưng mà thầy đến thầy xem rõ ràng hai vị này là nhập vào định tưởng xa không được, không biết cách ra, mới chết ở trong đó mà để lại dục thân như vậy, quá đau khổ. Chứ còn đạo Phật người ta có pháp như lý, người ta vô định như ý túc mà, người ta muốn nhập định thì người ta dùng cái định như ý túc, người ta ra, người ta vào như thường chứ. Định mà không xuất không nhập thì mấy vị biết cái đường nào mấy vị nhập, mà quý vị biết cách nào quý vị ra, mà hãy nhập được mà không biết ra thì phải chết trong đó thôi. Chứ làm sao bây giờ? Đó là mình không biết đường, dẫn người khác không biết đường, người ta sẽ vào chết ở trong những cái điều kiện đó. Mà thứ hai là những người đó là những người quyết tâm tu. Quyết tâm tu mới được, chứ còn tu lơ mơ chưa chắc lại lọt vô không vô biên xứ được đâu. Mấy con tu mà ít nghĩa là tu hoài vẫn tưởng hoài làm sao vô. Ức chế tập trung hết mức mình mà thần kinh rất tốt, chứ còn lơ mơ thì cũng loạn thần kinh nữa. Vì vậy mà nó không còn niệm, nó sẽ kéo dài trong cái khoảng thời gian, mức độ của nó sẽ rất trong định tưởng, không vô biên xứ, rồi thức vô biên xứ, rồi phi tưởng phi tưởng xứ. Điều đó làm điều rất là tai hại. Mà ai biết, trong khi Đức Phật tu được ngoại đạo dạy cho nhập không vô biên xứ, phi tưởng phi tưởng xứ, ngài thấy nhìn lại cái tâm tham si của mình sao còn, cho nên ngài bỏ, ngài ném nó như là chiếc giày rách. Còn bây giờ chúng ta lượm lại mà chúng ta tu tập để ức chế tâm. Trong khi ngài ngồi, ngài tìm cái cội bồ đề, ngài bỏ hết tất cả các pháp của ngoại đạo, thậm chí như 6 năm khổ hạnh theo ngoại đạo ngài cũng tìm không thấy được sự giải thoát. Cho nên ngài đi tìm cái cội bồ đề. Sau khi tìm được cội bồ đề, ngài ngồi dưới cội bồ đề, ngài suy nghĩ lúc nhỏ ngài theo vua cha làm cái lễ hạ điền, ngài ngồi dưới cây hồng táo, ngài mới nhớ rằng ngoại đạo dạy cho các vua, các quan là tu tập ly dục đem pháp nhập sơ thiền. Ngài mới suy nghĩ, nhập sơ thiền sao lại ức chế ý thức? Làm sao mà nhập được? Như vậy là nhập sơ thiền ly dục đem pháp phải như thế nào? Cho nên ngài thấy từng tâm niệm đến,
thì ngàn ngang và giết bằng cái phương pháp tư duy quán xét bằng trí thức. Cho nên pháp của Phật mới có tứ chánh cần. Quả đạo làm sao có tứ chánh cần? Thì thấy quả đạo không có tứ chánh cần mà có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Nhưng mà thiền tưởng, thiền yếu chế tâm, cho nên Đức Phật gạt bỏ ra cái thiền của quả đạo. Mà từ bắt đầu vô tu thì tứ chánh cần hàng ngày ngăn ác, diệt ác, sân thiền, tăng trưởng thiền pháp. Cái thiện pháp, cái niệm thiện đều là tăng trưởng lên hết. Và cái niệm nào ác thì xả bỏ, diệt sạch. Đó là bắt đầu. Khi mà diệt sạch rồi, tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Thì người mới chợt nhận ra, sao lại nó ở trên thân, quán thân như thế này? Nó biết hơi thở ra mà nó cảm nhận toàn thân như thế này. À, ngài không ngờ. Ngài không ngờ mà khi đó, ngài mới ôm cái trạng thái này mà ngài tiến tới. Cho đến khi chứng đạo, ngài nói, như vậy là trên thân, quán thân. Nó mới có pháp tứ niệm xứ. Quý vị đọc hết kinh sách của Hoài Đạo có pháp nào tứ niệm xứ không? Hay là chỉ có kinh Nguyên Thủy mới có pháp tứ niệm xứ? Còn Đại Thừa tại sao có pháp tứ niệm xứ? Mượn pháp tứ niệm xứ mà giải thích theo kiểu Đại Thừa. Cho nên nó đâu có đúng. Cũng nói tứ niệm xứ đâu. Nhưng mà cách thức tu là sai. Cho nên từ cái pháp tứ chánh cần, Đức Phật mới thấy được cái pháp tứ niệm xứ. Từ pháp tứ niệm xứ mới chứng được tâm vô lậu. Bởi vì khi mà thầy tu rồi thì dùng cái sức tuệ của mình nhìn thấy cái sự tu tập của Đức Phật như thế nào, quá cụ thể. Cho nên rất tiếc các vị hòa thượng, tất cả các tu sĩ đều theo tu là quyết tìm con đường giải thoát. Nhưng vì kinh sách đã làm lệch đường, cho nên các vị phải chịu một cuộc đời tu để cuối cùng rồi phải bệnh tật, đau khổ, chết trên giường bệnh chứ không làm chủ được bệnh. Chết không được tự tại. Không được tự tại, muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Sau khi tu được, thầy nghĩ rằng cảm khấu kinh sách như thế này mà làm sao đây? Người ta đã nhiễm ô, người ta đã nhiễm những kinh sách này, làm sao dẹp đây? Tiếng nói của thầy rất là khó. Đem lại một cái chánh pháp, dựng lại những cái gì mà của Đức Phật để lại cho đời người đã bị phủ lên hết rồi. Kinh sách cũ hết rồi, bây giờ kinh sách Nguyên Thủy Hòa Thượng Minh Châu dịch như vậy, đối với Việt Nam, người Việt Nam đọc kinh sách của Hòa Thượng Minh Châu mới hiểu chứ, với người khác mà sao hiểu. Nếu mà đọc tiếng Pali thì chúng ta hiểu được sao? Nhờ Hòa Thượng Minh Châu dịch. Nhưng mà Hòa Thượng là một học giả, làm sao Hòa Thượng dịch hết những ý nghĩ của sự hành trì của kinh sách Nguyên Thủy? Cho nên sau khi tu tập thành độ thì mới nhìn lại kinh sách Nguyên Thủy có những danh từ còn sai chưa đúng. Bởi vì Hòa Thượng đâu phải là cái người chứng đạo, cho nên làm sao mà dịch được. Có nhiều từ không thể dịch được, không có từ để mà nói lên cái hành động tu được giải thoát. Cũng như cái trạng thái mà niết bàn, thanh thản, an lạc vô sự, thầy lấy một cụm từ để chỉ cho cái trạng thái đó. Chứ sự thật ra nó có một cái danh từ, nhưng làm sao chúng ta chưa có mà làm sao chúng ta nói. Mà nếu mà thầy đặt cái danh từ mới thì mấy con chỉ ngơ ngẩn ở trên đời, chứ mấy con biết cái chỗ nào mà hiểu. Có phải không? Thầy đặt được chứ không phải không được. Nhưng mà nói cái trạng thái niết bàn thì danh từ niết bàn nó sẽ làm cái niết bàn của đại thừa mất đi. Chứ nó là một cái trạng thái chứ không phải cõi giới niết bàn như đại thừa đã vẽ ra cõi đó. Ở đây nó đâu có cõi đâu, nó là cái trạng thái tâm của chúng ta. Ai bây giờ cũng có, mà giữ gìn cái trạng thái đó thì khó quá. Phải tu tập nhiều lắm. Hôm nay thầy nói để thấy con đường của đạo Phật rất thực tế, cụ thể, có phương pháp, có pháp như lý tác ý. Có như lý tác ý, lậu hoặc chưa sanh thì không sanh, già đã sanh thì bị giết. Nhớ như vậy, theo đạo Phật thì phải lấy ý thức lực mà làm chủ thân tâm. Cho nên ý thức lực nó trở thành một cái lực, trở thành cái lực của nó thì nó gồm bốn cái lực gọi là tứ, như tứ thần túc, bốn cái lực như thần gọi là tứ thần túc. Cho nên người mà có tứ thần túc rồi thì có tệ như ý túc. Tệ như ý túc, vách này cách sau lưng, thầy biết ở sau cái gì thầy biết liền. Đi tệ của thầy nó đâu có ngăn sắp cái núi được. Không gian vũ trụ này chỗ nào, tệ của thầy cũng biết. Gọi là tệ ý túc mà. Như ý mình muốn mà. Còn bây giờ mấy con muốn biết cái gì đó thì bên vách đây kính vậy, mấy con nhìn ra mấy con không thấy được gì hết. Không biết ở ngoài có ai núp trong không. Không hay không, đối với mấy con thì không có tệ ý túc được. Còn một cái người tu, người ta tăng, người ta thanh tịnh hết tham si, tự dưng thì người ta phải có. Bởi vì thầy nói tâm vô lậu là tâm hết tham sân si rồi. Mà tâm hết tham sân si thì nó phải có tứ thần túc. Mà có tứ thần túc thì có tệ duy túc. Thì trong bốn cái thần túc đó nó có
dục ý thức muốn như thế nào, thân tâm chúng ta làm thế nấy. Để như ý thức là muốn nhập định nào thì thân tâm chúng ta sẽ nhập vào định đó. Tinh tấn ý túc nghĩa là lúc nào cũng siêng năng chứ không có lười biếng. Không có lười biếng, không có ngồi ngủ gà ngủ gật. Cái người mà còn hao ôn trầm thì miên là cái người còn lười biếng. Bây giờ mấy con còn ôn trầm thì miên, một người tu như thầy không còn ngủ. Bởi vì nó đâu còn ôn trầm thì miên, nó đâu còn ngủ nữa. Mà ngủ là Phật ngủ là sao? Nó tỉnh táo hẳn hồi, nhưng mà nó ở đây nó không có nghĩ tầm bậy tầm bạ, cho nên nó nghĩ. Cho nên Phật nghĩ chứ Phật không có ngủ. Còn mình thì ngủ, cũng quên mất hết. Còn nghĩ thì ai làm cái gì cũng nghe hết. Có người tu chứng là người ta nghĩ chứ người ta ngủ à. Thầy ngồi đây thì im lặng, đó là thầy nghĩ. Cả thân và tâm thầy nghĩ. Còn mấy con ngồi im vậy chứ cái đầu mấy con nghĩ lung tung. Nó không có nghĩ được, phải không? Cho nên buộc lòng khi mà nó không còn nghĩ nữa thì nó phải ngủ. Thì chừng đó mấy con thấy mất hết, ăn trộm vô lấy đồ không hay hết, thì đó là ngủ. Còn thầy thì không phải vậy, bởi vì một người tu rất tỉnh. Còn người mà còn ngủ thôi. Bây giờ dù là cái ông đó qua hương cách gì chứ nữa, nói ông là tổ sư gì nữa mà ông còn ngủ, tôi biết ông còn mê. Vừa tỉnh. Như vậy là rõ ràng nó xác định được. Xác định được cái người tu chứng. Người tu chứng không phải tỉnh. Mà không phải tập. Tại vì nó tỉnh là tại nó tỉnh. Bây giờ tập thứ qua, mình tập biết thôi. Nó hành mình mà chết luôn, nó chết đừng nói vậy. Bây giờ cái sức của mình ngủ vậy mà nó chưa tỉnh mà cứ ráng học thì ít hôm sau thì mình còn cái gì không ngủ là nó làm sao phục hồi nè. Tại vì mình ăn cái kiểu này, mình sống theo kiểu này, tâm mình lăng xăng như thế này mà không ngủ thì mình chỉ còn nó chết. Còn người ta nó không lăng xăng gì hết mà người ta ăn sống như thế này thì nó tự nó tỉnh chứ sao. Cho nên giới nó sanh định là giới sanh định. Tại vì người ta sống đời sống giới. Còn các con chưa sống được đời sống giới mà muốn làm cũng như một người tu chứng định tỉnh như vậy thì chắc chắn không bao giờ được. Tập gì cũng không được hết. Không phải không? Cho nên vì vậy Đức Phật nói giới sanh định, định mới sanh tuệ. Sau khi nhập các định thì phải có trí tuệ tâm mới chứ. Trí tuệ tâm. Đó, ở đâu cũng phải người tu chứng là người ta đầy đủ hết. Nhưng mà người ta không làm thầy bói. À, mấy người tu mà không lẽ tu như vậy mà tôi giải thoát mà bây giờ tôi đi làm thầy bói là tôi bói khoa, tôi nói chuyện gia đình của mấy người, chuyện tai họa mấy người sắp tới sao? Tôi đâu có làm cái chuyện đó để mà tôi lấy từng đồng từng cắt của gì. Đó ấy tôi ngồi thiền tôi đâu có cần ăn. Có phải không? Còn bây giờ quý vị thấy những người mà còn ăn uống, đối với thầy đối với sự ăn uống là sự quá duyên độ chúng, chứ còn có cần gì phải ăn. Cho nên thầy nhắc lại là cho quý Phật tử biết, khi Đức Phật đi sinh, một bác nông dân ở dưới đang cày ruộng, bác dừng trâu lại, bác đến bác nhìn trong cái bát của Đức Phật. Tôi nói ông về đi cày, ông đi xin hổ cho ông đâu. Rồi ông Phật cũng lặng lẽ ôm mình bác đi sinh. Nhưng mà khi mà đi sinh thật sự là họ không cho. Thì ông đi về, ông Phật đi về thì ông nông dân này chạy lên. Ông thấy cái bát không còn gì, không có gì trong đó. Mới nói, tôi nói ông không nghe, ông thấy không? Đi sinh hổ có cho đâu, đi về cày ruộng tôi, ăn chắc ăn thôi. Ông Phật mới nói như thế này, ta đâu phải cần cái thực phẩm ăn này, mà ta cần quả duyên để gieo duyên chúc sanh mình giúp đỡ cho họ được giải thoát. Chứ đối với ta bây giờ không côn, ta về ta ngồi thiền, thiền giúp duyên thực phẩm đi xuống mặt. Ngồi thiền còn đói à? Phải không? Bây giờ thầy nói bây giờ như thế này nè, thầy ngồi đây là tâm thầy thanh tạng, ăn lậu vô sự. Mà còn khởi niệm đói thì còn lậu hoặc. Vậy thì vô lậu chỗ nào? Các ông thấy, nói đã chứng vô lậu, mà tại sao bây giờ còn khởi đói? Thì cái lý do gì? Đói thì còn lậu hoặc chứ. Hiểu chưa? Mà đã là người tu chứng như Đức Phật thì lậu hoặc còn ở đâu? Mà gọi là sợ đói mà đi sinh. Đi sinh chỉ chẳng qua là quá duyên độ mà. Hôm nay thầy ăn một bữa cơm là tạo cái duyên để người nào mà đã cúng dường thầy, để có duyên thầy nói, để cho mấy con thấy nó thích thú, nó ham, nó đúng hợp với mình. Đó là có duyên với thầy. Còn bao nhiêu người khác chưa chắc thầy nói họ nghe đâu. Họ không có duyên, họ không cúng dường thầy, bắt cơm giờ nói rồi cơm pháp của thầy tôi không có nổi đâu. À, đâu ăn ngại bữa rồi nổi. Thì mấy ông nó vẫn nói gì được mà, chứ đâu phải không đâu. Đó là không duyên. Có nói ở nó hay cái gì ăn nó không bệnh không đau thế này. Thôi cái này tôi làm được đâu, tôi ăn ba bữa còn đói. Không, thầy nói thật sự thế, con nói như vậy. Có duyên thì nói người ta thấy đúng hay, mà không duyên dù mình có nói hay gì mà người ta cũng thấy giỡn.